về Phật pháp thì nó đại sáng màu vàng nên là rất rất là phù hợp. Đó, và hiệu ứng nó không có nhiều cái hiệu ứng luân chuyển, nó gây rối mắt đấy, cũng như là màu mè quá đấy, thì đây chỉ có tập trung là một ánh sáng vàng duy nhất là cái nền là màu vàng nhạt đấy. Thì hiệu ứng các hào quang khi hào quang bắn bung tỏa ra thôi đấy, phóng ra. Thì bạn nào có nhu cầu làm đèn hào quang như này, cái bộ như này có thể là một chiếc hoặc là ba chiếc hào quang như này, thì bộ ba này thì là 60 cm là một chiếc đấy. Thì cái này thì mình có thể để vào sau các bộ tượng Phật Tây Phương Tam Thánh. Cái chữ vạn này thì là ở giữa, còn bên này, bên này là hai vị Bồ Tát ở hai bên. Đó. Mình sẽ khách thì yêu cầu mình làm hai bên là bông sen và giữa là chữ vạn. Đấy. Nếu các bạn nào mà thấy bộ đèn này nó phù hợp với lại nhu cầu của mình thì liên hệ trực tiếp với mình để đặt hàng và báo giá tốt nhất cho các bạn nhé. Bởi vì giá thì nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm ấy, nên là các bạn muốn đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với mình để nhận báo giá mới nhất. Bây giờ mình sẽ tắt đèn đi, quay chi tiết cho các bạn xem qua về cái đèn hào quang nhé. Mình sẽ quay review chi tiết một chút. Đây thì chiếc đèn đây mình có quay đây cho các bạn xem chi tiết này. Đấy, hộp mỏng này, hộp nó mỏng 3 cm thôi. Đây mình đo trực tiếp cho mọi người xem nhé. Đấy, hộp đây, hộp mình làm cái hộp đèn này nó mỏng khoảng 3 cm thôi. Đấy, 3 cm thôi. Như này thì sẽ giúp cho các bạn là trang trí nó sẽ không bị thô quá. 3 cm. Đó, các bạn nhìn rõ đấy, hộp nó rất là mỏng. Đó. Mình sẽ xoay cho các bạn xem. Chỉnh tốc độ nó dễ dàng và mình thiết kế một cái móc treo. Móc treo này thì các bạn có thể là treo trực tiếp lên như này. Đấy. Treo trực tiếp lên con vít ta gắn vào tường. Đấy. Và mình sẽ treo trực tiếp lên như thế. Đây là mặt trước này, đấy, nền màu vàng nhạt này, đấy. Hình bông sen nhá, đấy, hình bông sen ở giữa này, đấy. Thì đèn bên mình thì sản xuất và vận chuyển toàn quốc, đấy. Cho nên là các bạn ở đâu cũng có thể đặt hàng được. Đấy. Thì bên mình ship hàng toàn quốc mà. Đó. Các bạn nhìn kỹ giúp mình nha. Đó. Thì video của mình xin phép được kết thúc ở đây. Các bạn nào có nhu cầu đặt đèn hào quang các mẫu theo yêu cầu thì liên hệ trực tiếp mình để bên mình thiết kế và làm cho các bạn, hoặc các bạn có thể đặt các mẫu có sẵn như bên mình này thì để được giá tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của hommet.com.
Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và bỏ chút thời gian để theo dõi những video mình chia sẻ. Nếu như bạn thấy video này của mình hay và hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem nữa nhé. Cũng như bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình. Dưới đây là những video hữu ích khác mà Học Nét gợi ý dành cho bạn. Bạn hãy nhấn vào các hình vuông đang hiển thị để xem video. Chúc các bạn xem video vui vẻ và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của HocNet.com.